Xin chào các bạn, bữa hôm nay mình đi làm các bạn. Tại vì trời thay trời mưa, lâu quá rồi mình không có quay cái cảnh mình đi làm cho các bạn coi rồi. Sao quên lấy chụp bông, hôm nay lấy. Hôm nay lấy. Thì đường xá nó rộng rãi hơn bên Việt Nam các bạn. Đó là đây là cái khu nhà của mình sống nè. Hổng gài thì nhà của mình nó lên nhà hết rồi. Hồi xưa thì chỉ là đất trống thôi các bạn ơi. Bây giờ là có nhà hết rồi. Đó, các bạn thấy ở bên Mỹ đường phố nó rộng rãi không? Ai cũng có xe hơi, ô tô to đùng. Hàng xóm mình đó, ông gặp mình ông chào các bạn. À, đây là một khu dân cư bình thường ở Mỹ thôi ha các bạn ha. Nhà ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. À. Ở bên Việt Nam cái này gọi là khu phố triệu đô của Mỹ. Mấy ông này mới mua nhà mà bán rồi các bạn. Mà thấy không, ở bên Mỹ như người nào cũng có một căn nhà như vậy hết trơn á. À, không phải là người giàu mới được có nhà các bạn, người nghèo cũng họ cũng có nhà đó. 2-3 chiếc xe, 4-5 chiếc xe. Nè, cái nhà này là nhà của người Việt Nam đó các bạn. Thì trong đây chỉ có hai nhà là người Việt Nam thôi, mình với cái nhà này. Nhưng mà mình chưa có nói chuyện với họ bao giờ. Còn cái nhà này hồi xưa là căn nhà mẫu các bạn ha. Bây giờ đi ra khỏi đường lớn thì bữa nay mình mỗi một ngày mình đi làm mình sẽ đi qua cái con đường này. Đó. Thì mình sẽ đi ra cái con đường này. Cái con đường này ở trong này nó có nai các bạn ha. À, nếu mà các bạn đi về tầm 1-2 giờ đêm á, giống như là bữa nào mình đi chơi á, mình có mấy con nai nó đi vòng vòng đây nè. Nhưng mà tại vì mình đi về tối á, mình không có móc cái điện thoại ra quay được, với lại nó hơi tối, mấy con nai nó sống trong đây nè các bạn. Đó. Thì tụi nó đi ra giữa đường à, hầu như là ba con á, một con nai mẹ với hai con nai con. Con nai mẹ, hai con nai con. À. Đó, mấy con nai tụi nó hay đi vòng vòng đây nè. Nhiều khi tụi nó bị đụng các tội nghiệp các bạn ha. Chứ mà tụi nó bị đụng xong rồi tụi nó nằm ở ngoài đường nè, rất là tội nghiệp. Bên khu nhà kia đang xây nữa. Bữa nay mình để cho con vợ mình nó lái xe nó chở mình đi làm các bạn. Ở bên Mỹ thì ai cũng có biết lái xe hết chứ các bạn ha. Ai cũng biết lái xe hết. Đó. À, kế nhà mình thì nó có cái hồ các bạn. Cái hồ này các bạn có thể lái thuyền hay là các bạn có thể lái mấy cái jet ski ở dưới thuyền này. À, thấy các bạn thấy nó nhỏ chứ thực sự nó rất là bự các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chạy tới trước mặt của mình. Đó. Thì mình đang đứng ở đây qua đèn xe đèn đỏ thì trước mặt của mình là cái hồ các bạn ha. À, trước đây nó có cây xăng. Hôm qua là cây xăng ở đây nó sắp hàng các bạn, trời nó sắp hàng mà nó đông nghẹt luôn các bạn. Bây giờ là bữa nay là đỡ rồi đó nha. Cái hồi bữa là trời nó sắp hàng mình nó dài ra tới đây luôn nè. Các bạn thử tưởng tượng đi. Đó. Xăng ở bên tiểu bang của mình thì nó cũng khá là rẻ các bạn, chỉ có 2.79 thôi. Các bạn thấy không? 2.79 thôi. Nó không phải là mắc lắm, 2.79. Đó. Bên tiểu bang khác thì là 3 đồng mấy, nhưng mà bên tiểu bang của mình nó vẫn còn khá là thấp các bạn, nhưng mà dân chúng cũng đổ xô đi mua rất là đông luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi cái đường này các bạn ha. Mình sẽ đi cái đường này. Cái đường này nó khá là đẹp luôn. Nó giống như là các bạn xuống Nha Trang vậy đó. Ok. Thì mỗi khi ở bên Mỹ thì các bạn cứ đi làm là các bạn phải đi ra ngoài quốc lộ vậy đó. Bên đây là cũng là quốc lộ luôn. Ok. Đường xá bên Mỹ thì nó rộng ôi thôi rồi. Nó không hề có một bóng dáng xe các bạn. À, cây xăng 66 này cũng là 2.79 luôn các bạn ơi. Khá là rẻ luôn. Ok. 2.77 luôn. Nói chung là bữa hôm nay thì cái tình trạng xăng dầu thì nó cũng không có đến nỗi là hiếm lắm các bạn ha. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô cái con đường này á, nó giống như là một cái khu du lịch nhỏ nhỏ ở gần đây vậy đó các bạn ha. Nó rất là nhiều cửa hàng để cho người ta tới đây người ta lái thuyền. Đó, đây là cái hồ nè. Các bạn thấy không? Cái hồ nè. Đó. Đây. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, mấy cái nhà mà ở sát hồ á, người ta hay lái thuyền các bạn, người ta lấy thuyền ra lái. Bữa hôm nay thì trời hơi lạnh với lại mưa, người ta không có lái thuyền. Có mấy căn nhà sát hồ. Cái hồ này nó rất là bự các bạn, nó tuốt lút bên kia luôn nhé. Đó. Cái hồ này nó rất là bự, mình chỉ đứng ở khúc này thôi nè, nó còn một bên này nữa nè, rất là dài.
Bữa nay trời mưa rồi, có tiếng cây. Bữa nay mình sẽ đi một cái con đường này. Cái con đường này là cái con đường mà mình hay đi làm các bạn. Thì ở trên cái khu này á, nó khá là ít người Việt Nam sống, tại vì nó hơi xa thành phố. Nó hơi xa thành phố với lại nó hơi xa chợ búa, cho nên người Việt Nam của mình họ không có thích sống ở khu này các bạn. Để sống ở khu này các bạn đi chợ thì nó hơi xa ha, 45 phút để đi chợ Việt Nam. Đó. Rồi các bạn muốn đi ăn này nọ thì các bạn cũng phải lái xe tầm 30 phút. Nhưng mà được cái là nó yên tĩnh hơn, đường xá thì nó rộng. Ở khu này á, các bạn đậu xe 2-3 chiếc cũng được nữa. Các bạn xuống dưới thành phố á, các bạn đậu xe nó rất là chật chội luôn. Đó. Thì trong cái con đường này mình rất là thích đi này, nó có khá là nhiều cây các bạn. Nếu mà các bạn đi tầm cái mùa thu á, cái mùa mà nó đổi lá đó, nó rất là đẹp luôn. Chỉ một cái con đường mình gọi là con đường làng đi không? Con đường làng ở bên trời Tây nó cũng khác cái con đường làng ở bên trời ta nữa. Đúng không? À, đường làng ở bên quê mình thì nó không được đẹp như là bên nước ngoài các bạn. Các bạn thấy không? Nó giống như là cái con đường mà các bạn đi lên Đà Lạt vậy đó. Nhưng mà đây chỉ là cái con đường làng thôi các bạn ha. Nhà người dân ở bên Mỹ nè. Họ thì người dân ở bên Mỹ thì họ có thể trồng cây ở sau vườn của họ. Đó, họ thích trồng cái gì thì họ trồng ha. Người Mỹ thì họ thích trồng những cái cây bự bự các bạn để mà che bóng mát. Người Việt Nam của mình thì họ sợ mấy cái cây bự bự này đè sập nhà của họ, cho nên họ chặt đi. Nó nhìn nó hơi chống chạy chút xíu. Đó. Người Mỹ họ thích xây mấy cái deck ở bên sau nhà, mấy cái ban công các bạn, giống như là để mà chiều họ ra ngoài đây họ ngồi họ uống cà phê. Đó. Còn cái chỗ đó đậu xe. Các bạn thấy nhà ở Mỹ nó bự bự chứ thực sự ở bên trong nó nhỏ xíu à. Tại vì họ sống á, là cái chỗ nào để xe là chỗ đó để xe, cái chỗ nào mà để ngủ là chỗ đó để ngủ, chứ họ không có giống như người Việt Nam của mình là ngủ tùm lum hết trơn các bạn ha. Đó. Ngủ tùm lum là ngủ sao? Bên đây là có cái hồ nữa. Thấy không? Giống như là các bạn biết mỗi một khu nhà họ thường hay xây một cái cảnh để mà cho cái khu đó nó được nổi bật lên, nhưng mà các bạn phải đóng thêm phí các bạn ha. Đó. Nhưng mà khu này nó hơi đẹp, mấy cái nhà bên Mỹ này nó khá là đẹp rồi, đúng không? Đó. Mấy cái nhà là của nhà dân bình thường thôi nha các bạn. Ai cũng có thể mua được hết. Thấy không? Bây giờ thì mình sẽ quẹo qua khu này. Thì bây giờ mình qua khu này rồi thì nó sẽ không phải là cái khu làm ăn nữa, cái nhà này mới xây nè các bạn. À, nhà này nó mới xây. Thấy không? Mấy nhà này mới xây không à? Đó. Ở cái khu này nó mới xây khá là nhiều luôn các bạn ơi. Bên này nữa nè. Wow, đẹp quá. Lâu đi ngắm nhà Mỹ các bạn, ngắm nhà Mỹ. Thì mỗi một ngày mình chạy đi làm từ tiệm mình tới nhà thì tầm 15 phút các bạn, 15 phút. Bây giờ thì mình đã qua tới khu nhà dân rồi thì tới khu nhà mướn các bạn. Thì ở trong đây là khu nhà mướn các bạn ha. Đó. Tại sao ở đây lại xây nhiều nhà mướn như vậy các bạn? Tại sao ở đây lại quá trời nhà mướn luôn? Thì ở phía dưới nó có hai cái công ty lớn, đó chính là cái công ty bảo hiểm và cái công ty thẻ tín dụng các bạn. Công ty bảo hiểm các bạn biết không? Ở trong công ty đó nó có hơn 3.000 nhân viên, hai công ty là 6.000 nhân viên rồi. Thì có nhiều nhân viên họ từ tiểu bang khác họ tới các bạn. Cho nên mấy cái người đây đó họ xây nhà lên họ cho mướn, giống như là khu công nghiệp vậy đó. Hồi xưa mấy cái miếng đất này nè là trống không các bạn, là đồng không mong vạnh luôn, thấy không? Thì mấy cái công ty bảo hiểm á, với lại mấy cái công ty mà thẻ tín dụng á, họ xây công ty lên thì họ làm cho cái khu này nó giàu lên các bạn. Rồi sau đó thì chợ búa nó mọc lên, rồi mấy cái nhà mướn nó mọc lên, nó làm cho cái khu này trở lên đất đỏ các bạn ha. Chứ hồi xưa cái khu này giống như là đất trống vậy đó, đất ruộng vậy đó. Nó phải không? Còn quá trời đất luôn. Bây giờ nếu mà ai mà mua mà xây mấy cái khách sạn lên là sướng lắm rồi. Hồi xưa quy một con đường này là đất không các bạn, không có nhà cửa luôn nha. Bây giờ các bạn thấy không? Đất trống nè, bây giờ người ta bán nè, đó. Thấy không? Thì ở đây nó có một khu mua sắm nhỏ, nó gồm có chợ nè, chợ búa nè, đó. Thì hồi xưa là chỗ này không có nhà cửa gì hết các bạn ha.
bây giờ nó có mọc lên đó, bây giờ nó mọc lên ngân hàng ở đây nữa nè. Các bạn thử tưởng tượng đi, hồi xưa là bên đường là đất không nè, đó đất không luôn, không có nhà, bây giờ nó mọc lên nè đó. Rồi ở đây có một cây xăng nhỏ xíu nữa đó. Xăng ở cái xăng này rẻ hơn có 2.67 các bạn, rẻ hơn cái chỗ kia 10 sen đó. Cho nên cái tình trạng xăng dầu ở bên mình nó cũng không phải là quá hiếm ha. Đó, đất rộng quá trời luôn các bạn ơi, quá trời đất luôn. Cái chỗ này là chỗ để chiếc xe, mấy chiếc xe RV nè các bạn. Mùa hè thì người ta thích đi chơi bằng mấy chiếc xe này, cho nên họ sẽ đậu ở đây để cho người ta đậu ở đây nè đó. Nếu mà nhà nào mà không có chỗ đậu thì sẽ vô đây mướn chỗ đậu ha. Có rất là nhiều cách để kiếm tiền luôn các bạn. Các bạn có thể mua một miếng đất trống để mà cho người ta đậu xe không, hay là giống như bên Việt Nam mà thuê bãi đậu xe gì đó. Các bạn thấy cái con đường đi làm của mình mỗi một ngày không đó. Thì sau này nếu mà mình có tiền, mình có thể mua mấy cái miếng đất này nào đó, cái mình sang bằng nó ra để mình cho xe, mấy chiếc xe bự bự đậu vô, phải không? Ở đây cái chỗ cho xe nữa đó, mấy cái miếng đất này là bán không các bạn ha. Các bạn mua xong rồi các bạn ủi nó phẳng lại, xong rồi các bạn đổ xi măng lên, rồi các bạn cho người ta đậu xe vô, các bạn cũng kiếm được tầm $500 một cho một chiếc xe đó. Rồi bây giờ thì mình đang đi tới đồng, các bạn thấy không, bây giờ còn rất là nhiều đất trống luôn. Cái đổ này có người mua nè, chắc là họ đang trồng bắp hay là trồng cà vậy đó các bạn ha. Đó thì một miếng như vậy tầm 40 mấy ngàn đô la thôi, nó cũng khá là rẻ đó, for sale rồi không, quá trời luôn. Bên đây còn miếng nữa nè, quá trời đất luôn. Thì đây là cái khu công nghiệp các bạn, không, ở trong này nó có rất là nhiều nhà khách sạn nè, khách sạn Houston nè, nhà hàng nè đó. Hồi xưa là hai cái nhà hàng này nó không có đây các bạn ha, là đất ruộng mà bây giờ nó xây lên đẹp không đó. Rồi bây giờ tới cái khu bên này, các thấy không, quá trời khu công nghiệp luôn đó. Nhà băng nè, vô bây giờ là chính thức là vô cái khu đó. Cái khu này gọi là khu sầm uất nhất ở cái con đường này các bạn, mình đang gọi là khu công nghiệp đó. Trong này nó có quá trời nhà hàng khách sạn luôn. Ở bên kia là công ty bảo hiểm, rồi công ty máy credit card Mastercard đó. Các bạn biết không, đây là cái trụ sở của cái công ty máy thẻ tín dụng Mastercard. Thì nó có hơn là 3.000 nhân viên ở trong cái công ty đó các bạn ha. Rồi mỗi một năm nó có hơn 1.000 mấy nhân viên từ khắp nơi trên thế giới. Họ qua đây họ học cái kỹ thuật của cái công ty Mastercard này. Cho nên họ cần rất là nhiều nhà để cho nhân viên họ ở các bạn. Họ trả tiền để cho nhân viên của họ qua đây để mà thực tập mà. Đó. Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhà hàng khách sạn luôn. Các bạn nhìn nè. À, thấy không? Đó, các bạn thấy Mastercard không? Đây nè. Đó, đây là cái cổng vô. Thấy không? Cái cổng vô của công ty Mastercard. Mỗi một ngày là có hơn 3.000 nhân viên họ làm ở trong các bạn nhé. 3.000 nhân viên luôn. Rất là đông. Thì với cái tình trạng mà người ta tới đây để người ta thực tập á, thì thường thường người ta chỉ tới đây có 1 năm 2 năm là người ta đi về các bạn, tại đi thực tập mà đó, các bạn thấy không. Còn cổng vô cổng ra là có mật mã đàng hoàng. Ở đây có ai mới mua miếng đất nữa các bạn thấy không, các bạn mua xong các bạn ủi thẳng nó ra, các bạn xây nhà lên cho người ta mướn đó. Đất quá trời luôn, ở đây nó bán nữa nè. Ok, thấy không, quá trời đất luôn. Ai mà có tiền qua đây mua một miếng ủi nó ra đó. Thì ở đây có rất là nhiều công ty, cho nên những cái khách sạn nó mọc lên cũng rất là nhiều các bạn. Ở trong đây nó có cái khu nhà cho mướn nè. Các bạn thấy nhà mướn bên Mỹ không? Đó, nhà mướn bên Mỹ nè. Này. Đó, đây là cái khu mà nhà mướn các bạn ha. Nhà mướn hàng sang á. Đó, đây là nhà mướn nha các bạn. Thấy không? Chung cư cho nhân viên ở, họ xây cái này á, để cho những cái người mà đi làm tới đây làm ăn là họ ở đây nè, là công ty trả tiền luôn nha các bạn, mình không cần phải trả luôn. Đó, làm cho công ty lớn là như vậy đó. Ở đây còn quá trời đất trống luôn nè. Nếu mà các bạn có tiền đầu tư đất á, các bạn mua cái miếng đất này tầm 40.000, tương đương với lại là 1 tỷ đô la thôi. Xong rồi các bạn cho người ta thuê khách sạn,
nhà hàng, khách sạn. Các bạn thấy trên một con đường mà nó có quá trời nhà hàng khách sạn không, thì các bạn cũng phải hiểu là tại sao cái con đường hẻo lánh như vậy mà lại có nhiều khách sạn như vậy không. Thì đội mà phục vụ cho cái công ty kia thôi là 3.000 người các bạn, là các bạn biết là nó là mấy cái người này họ rất là nhảy bén làm ăn. Ở đây người ta mới mua miếng đất nữa các bạn ha, người ta chuẩn bị xây nhà lên các bạn, xây villa đó. Lâu lâu giống như cái con đường này giống như con đường quê của mình vậy, lâu lâu con căn nhà, lâu lâu con căn nhà. Thì nếu mà sau này 10 năm mà người ta mua hết miếng đất này luôn á, là chỗ này nó rất là sầm uất các bạn. Bây giờ nó còn quá là nhiều cây luôn ha. Thì các bạn chỉ cần chặt nó xuống rồi đổ xi măng lên thôi là nó sắc rất là đẹp luôn. Đó, quá trời đất trống luôn. Nếu mà người nào mà muốn làm ăn ra đây ra mấy chỗ này nè, là cơ hội thành công rất là cao. Rồi bây giờ là chuẩn bị tới tiệm nail của mình rồi các bạn ha. Đó, ở đây đã đất trống nên người ta không có làm, chứ người ta để không các bạn. Quá trời đất trống luôn. Còn bên đây là quốc lộ. Ở xứ trời Tây nó khác với xứ trời ta các bạn ha. Đường ở bên Mỹ thì nó cong cong quẹo quẹo, nó làm cho mình đỡ buồn ngủ các bạn. Nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp luôn. Các bạn thấy không? À, bữa nay trời mưa rồi. Người Mỹ họ thích trồng cỏ các bạn. Bởi vì mấy người Mỹ họ làm giàu bằng cái nghề cắt cỏ. Còn mấy người Việt Nam làm giàu bằng nghề làm nail. Ở trong đây nó có một cái công ty nữa nè. Ở bên đây có công ty nữa nè. Đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, công ty này, mấy công ty này nó sẽ làm giàu cho cái khu này ha. À, rồi hãng xe nữa. Hồi xưa thì hãng xe chưa có các bạn. Nhưng mà hãng xe nó mới mở ở đây nè. Cách đây mấy năm mà. Đó, đây là hãng xe Honda. Hãng xe Honda đó, thấy không? Hãng xe này hồi xưa mình đi quay cho các bạn coi đó. Đó là hãng xe ở đây. Đó, nó làm cho cái khu này nó trở lên sầm uất hơn các bạn ha. Đỡ hơn là gần không mong quạnh. Còn bên đây là hãng xe Chevrolet. Đó, còn bên đây là nhà hàng khách sạn nữa nè, nhà hàng Hilton. Holiday Inn, khách sạn quá. Thì mấy cái người mà làm trong công ty đó là vô đây ở các bạn, được ở miễn phí, công ty trả tiền. Bên đây thì mà họ mới xây này các bạn. Bên đây người ta mới mua miếng đất xây những cái kho, đây là cái kho các bạn ha. Các bạn chứa đồ này nè, đó họ mới xây xong, chưa có khai trương. Thấy không? Họ mua đất xong họ ủi ra đó, bên đây còn miếng đất nữa nè. Họ mua miếng đất xong họ ủi ra. Còn cái khu này là khu làm ăn của mình đó, đây là cái tiệm nail của mình nằm chỗ này nè. Trong đây có tiệm tóc nè ha, tiệm rượu nè ha, nhà hàng của người Ấn Độ nè ha, tiệm ăn nè ha, đó. Còn đây là cái chỗ mình đi làm các bạn. Trong đây có khá là nhiều nhà hàng luôn. Bên đây trời mưa cho nên không có quay rõ cho các bạn coi. Rượu nè, nhà hàng nè, hai cái nhà hàng đây, đó, hai cái nhà hàng đây các bạn ha. Bên kia có cái nhà hàng nữa, bên kia là chỗ bán cần sa các bạn, cái chỗ bán cần sa. Đó. Đây là nhà hàng luôn. Tiệm nail của mình đây rồi, tới rồi. Vậy thì mình đã tới tiệm nail của mình rồi các bạn ơi. Một ngày đi làm cục nhân lì sẽ được bắt đầu bây giờ. Tạm biệt các bạn.